Sức khỏe 60 giây kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui máy để xem cái nhiệt kế đo tráng của Myrolite hàng chính hãng sẽ như thế nào ha. Do đây là cái mẫu mà được bán chạy nhiều nhất trên thị trường, nhất là mùa Covid, nên là bà con mình sử dụng cái dòng này rất là nhiều. Và bên cạnh đó sẽ có những cái hàng giả, hàng nhái và hàng xách tay cũng nhiều. Nên cô chú anh chị mình nhớ khi mua thì mình mua ở những nơi uy tín nha, hoặc là những nơi mà cái cửa hàng mình tin tưởng để sau này mình có thể gửi đi bảo hành nè, hoặc là kiểm định chất lượng khi mình cảm thấy nghi ngờ sai. Còn những cái hàng giả, hàng nhái và hàng trốn thuế mà hàng xách tay trôi nổi đó, hãng sẽ không có trách nhiệm nhận lại và kiểm tra cho mình đâu nha, và rất là nguy hiểm nếu mà nó bị sai số. Đây là mã FR1MF1 của hãng Myrolite ha, và được bảo hành 2 năm. Thì giá niêm yết của hãng á, cô chú anh chị thấy đây là 1.100.000 ha, và được bảo hành 2 năm. Nhưng mà thực sự cái máy này rất là bền. Rồi mình sẽ khui bên trong xem có gì. Cái máy này sẽ có hai chức năng rất là hay. Một là mình sẽ kiểm tra được sữa, nước hoặc là vật dụng cho mình, nhiệt độ của môi trường nhà. Và cái thứ hai là mình có thể kiểm tra được thân nhiệt cho bé trong vòng 1 giây, rất là nhanh. Nhiều khi em bé đang ngủ mình không có dùng cái kẹp nách mà mất tới cả 1 phút. Rồi, bên trong máy mình sẽ có một cái đồ để đựng nè, để bảo quản cái đầu dò. Mình có thể để như vậy đặng không có trầy ha. Mình sẽ sử dụng là hai viên pin 3A cô chú ha. Rồi, mình sẽ xem tổng quan máy. Nó có một cái nút bên trái của máy, hình mặt người là để đo người. Còn hình ngôi nhà là để đo vật thể trong nhà hoặc là sữa nước. Mình phải để đúng vị trí cô chú anh chị nha. Nếu đo người bắt buộc phải để đúng vị trí này mới đo chính xác. Thì Hoàng Sơn có hướng dẫn cái video cách sử dụng cho cả nhà mình xem rồi. Còn bây giờ mình đang xem về một cái máy của hàng chính hãng. Khi mua về thì mình nhớ lọt cái tem ở trên đây ra. Cái tem này là để trưng bày, mình phải lọt ra mình mới nhìn thấy được. Mở nguồn là lúc này, tắt nguồn cũng lúc này, không tắt thì 30 giây máy tự tắt. Và khi đo, mở nguồn xong rồi mình chọn chế độ, và khi đo thì mình sẽ để đúng vị trí cần đo, cách khoảng 1-3 cm. Mình bấm vào nút Start là đo. Rồi trên đầu mình á, trên đầu dò thì mình sẽ có một cái đầu dò này và một cái đèn ha. Đó, nhiều khi ban đêm á, nó sẽ rọi vào để cho ông bà cô chú mình dễ nhìn thấy để dễ đo, cách khoảng từ 1-3 cm. Rồi mình mở nắp pin ra thì bên trong mình sẽ có hai viên pin 3A cô chú anh chị ha. Và ở phía sau đây nè là số series của máy nha. Rồi Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình vài thông tin ha. Hàng xách tay cũng tương tự như vậy đó, nhờ hàng giả nhìn nó cũng giống giống như vậy. Nên là cô chú anh chị mình mua thì nhớ mua những cái chỗ nào uy tín để sau này mình có thể kiểm định lại xem nó còn đo đúng hay sai, và được bảo hành chính hãng 2 năm ha. Và nếu mà mình mua hàng chính hãng thì máy rất là bền và cái độ tin cậy cao. Rồi nếu mà cô chú mình cần biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng, mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây và cách khắc phục lỗi tại nhà và cách sử dụng những dòng máy thiết bị y tế khác ha. Bên cạnh đó thì Hoàng Sơn có chia sẻ về cái máy đời mới, nó sẽ có một cái đầu dò để gần trán tự đo thì cái dòng nó sẽ mắc tiền hơn. Rồi cảm ơn cô chú đã theo dõi, có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nha.